Vừa qua, vào ngày 15 tháng 3, lễ bốc thăm những cặp đấu tại tứ kết Champions League đã diễn ra với 8 đội bóng mạnh nhất góp mặt. Đây được xem là vòng tứ kết hấp dẫn nhất từ trước tới nay. Chính vì vậy, đã có những dự đoán trước khi lễ bốc thăm này diễn ra là khả năng xảy ra các trận chung kết sớm là điều không thể tránh khỏi. Thực tế đã chứng minh điều này hoàn toàn chính xác. SP Live Channel. Những cuộc đối đầu đầy duyên nợ khi Bayern Munich đối đầu với Arsenal, Paris Saint-Germain đối đầu với Barcelona, Atletico Madrid chạm trán Dortmund và chắc chắn cặp đấu duyên nợ và là trận chung kết sớm của giải phải kể đến đó là Manchester City đụng độ Real Madrid. Trong khi Real Madrid đang là đội bóng có thành tích vô địch kỷ lục với 14 lần nâng cao chiếc cúp tay vòi, nhưng Manchester City lại đang là thế lực của bóng đá thế giới và là đương kim vô địch của giải đấu này. Hai đội bóng có tỷ lệ cao được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay lại phải đối đầu nhau ở tứ kết. Rõ ràng, đó là điều mà nhiều người không mong muốn, cho dù đội bóng nào bị loại cũng thật sự rất đáng tiếc. Xét về tình hình hiện tại, tất nhiên là Manchester City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều với chiều sâu đội hình cùng với đó là bộ óc hiện tại trên băng ghế huấn luyện Pep Guardiola. Nói như vậy không có nghĩa là Real Madrid quá lép vế so với đại diện ngoại ngành. Nên nhớ rằng, Real vẫn đang là ông vua châu với 14 lần đăng quang và biệt danh ADNC1 chắc chắn không phải là hữu danh vô thực của đội chủ sân Bernabeu. Đội bóng luôn biết cách trở về từ cõi chết rất nhiều lần, vẫn với phong độ không quá xuất sắc ở vòng bảng hay vòng 16 đội, nhưng rõ ràng Real vẫn là một lời giải không hề dễ cho Pep Guardiola. Với những gì mà Manchester City thể hiện ở giai đoạn gần đây, đặc biệt là vị trí của Kevin De Bruyne đang cho thấy sự quá tải và xuống phong độ. Erling Haaland luôn mất tích ở những trận cầu lớn. Mùa giải trước, tiền đạo người Na Uy đã thiết lập một kỷ lục đáng buồn, đó là 8 trận đấu quan trọng tính từ bán kết đổ đi, Mabu đã tịt ngòi và không hề có một kiến tạo nào. Những gì tiền đạo số 9 Manchester City mang đến cho tập thể của The Citizen là gần như bằng không. Có trang điểm sáng duy nhất đó là vị trí của Phil Foden. Cầu thủ mang áo số 47 của Manchester City đang có phong độ thăng hoa và cho thấy sự trưởng thành vượt bậc ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, xét về mọi mặt, Real Madrid đang dần ổn định hơn rất nhiều khi hàng loạt trụ cột sẽ quay trở lại trước trận đại chiến này và đương nhiên, cửa đi tiếp của Real Madrid sẽ sáng hơn. Cặp đấu gây chú ý khác đó là cuộc thư hùng giữa một đại diện của ngoại hạng Anh khác là Arsenal và hùng xám Bayern Munich. Cặp đấu cực kỳ duyên nợ ở quãng thời gian trước đây khi Arsenal vẫn có thể góp mặt ở đấu trường này, nhưng phần lớn những thất bại đều dành cho pháo thủ. Arsenal đã không tham dự giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ châu Âu kể từ mùa giải 2016-2017 và nên nhớ rằng ở mùa giải đó họ cũng đã bị chính Bayern Munich loại với tỷ số 5-1 và chia tay giải đấu ở vòng 16 đội. Nói vậy để thấy những thất bại của Arsenal với hùng xám Bavaria là khá đậm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng ở những mùa giải đối đầu trước đây, Arsenal có một lối đá đẹp nhưng không mang lại quá nhiều hiệu quả so với lối đá kỷ luật của Bayern Munich. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Arsenal hiện tại đang có một đội hình chất lượng, một huấn luyện viên giỏi và lối đá hiện đại hiệu quả hơn rất nhiều. Bayern cũng đang rơi vào một đợt khủng hoảng nhân sự nội bộ và nếu không ổn định thì Arsenal hoàn toàn có thể đòi lại món nợ trước đây một cách sòng phẳng. Musiala và Harry Kane đang là chỗ dựa vững chắc cho Bayern Munich, còn Arsenal thì chắc chắn rồi. Odegaard và Saka cũng như Declan Rice cũng đang có phong độ ổn định. Cửa đi tiếp ở trận đấu này khá cân bằng nhưng chúng ta vẫn thiên về Bayern Munich hơn một chút. Vì dù sao cũng đã rất lâu rồi, Arsenal không tham dự đấu trường này nên việc họ đang khá bối rối khi tiếp đón các đội bóng ngoài Anh là điều có thể hiểu. Mới đây, họ suýt chút nữa đã bị Porto, một đội bóng được đánh giá yếu hơn của một đội nhà loại nếu không có sự xuất sắc của David Raya trên chấm phạt đền. Còn Bayern Munich mặc dù đang bất ổn, nhưng đấu trường C1 có lẽ là đấu trường duy nhất họ còn mục tiêu vô địch ở mùa giải này. Chính vì vậy, họ sẽ dồn toàn lực để quyết chiến pháo thủ và gieo sầu thêm một lần nữa cho đại diện tới từ ngoại ngành. Cặp đấu tiếp theo cũng thú vị không kém đó là Paris Saint-Germain đối đầu với Barcelona. Chắc chắn là cặp đấu này sẽ không quá cân bằng giống như hai cặp đấu trước đó. Paris Saint-Germain đang cho thấy sự ổn định ở quãng thời gian gần đây. Và đây cũng là một giải họ được đánh giá rất cao là có thể lọt vào trận chung kết. Vì sao lại khẳng định như vậy? Đó là vì họ rơi vào một nhánh đấu dễ thở hơn. Cùng với đó là Barca hiện tại chắc chắn không được đánh giá cao hơn so với gã nhà giàu nước Pháp. Phong độ ổn định, lối chơi gắn kết và đặc biệt phải kể đến đó là huấn luyện viên của Paris Saint-Germain là Luis Enrique, một người khá am hiểu về bóng đá Tây Ban Nha và Barcelona khi ông từng khoác áo và cả dẫn dắt Barca trước đây. Một lý do nữa đó là Barca đang mất đi bộ ba tiền vệ chủ lực của mình là Pedri, Gavi và Frenkie de Jong. Ở trận đấu mới nhất tại Champions League, họ đã phải sử dụng hai cầu thủ mới chỉ 16-17 tuổi. Đây sẽ là một thử thách khó khăn hơn rất nhiều so với Napoli ở vòng 1/16 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Xavi. Cặp đấu cuối cùng đó là Atletico Madrid và Dortmund. Nhìn vào lịch sử đối đầu hai đội hình hiện tại, có thể thấy Atletico đang nhỉnh hơn rất nhiều so với đội bóng đến từ vùng Rome.
Bản lĩnh và tinh thần của Roger Blackwood là điều chúng ta luôn nhận thấy ở những giải đấu lớn, đặc biệt là những khoảnh khắc khó khăn của đội bóng. Dortmund hiện tại cũng không được đánh giá cao như dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp nữa. Ở quốc nội, họ đang đứng vị trí thứ tư với 50 điểm, kém đội đầu bảng tới 20 điểm và cũng chỉ cách đội thứ năm đúng 1 điểm mà thôi. Nói vậy để thấy, Atletico đang là đội có được lợi thế hơn rất nhiều ở cửa đi tiếp vào bán kết Champions League mùa giải này. Trên đây là những phân tích về khả năng đi tiếp của các câu lạc bộ ở tứ kết Champions League mùa giải năm nay. Thế nhưng, trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Còn ý kiến của các bạn là như thế nào? Bốn đội bóng sẽ hiên ngang bước vào bán kết sẽ là ai? Có thể để lại ý kiến ở phần comment nhé. Tới đây, thời lượng của video đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của MP Live Channel. Đừng quên like, subscribe để ủng hộ ekip ra nhiều video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.